xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Đây thì hôm nay em giới thiệu lại các bác là cái Noa 715 và hỏa tiễn. Bây giờ em đang tháo tung ra vệ sinh cho nó thùng nó đẹp lại. Hôm trước báo giá với các bác là 3,5 triệu một đôi, giá tại cửa hàng chưa vệ sinh. Đấy, thế mà không bác nào hỏi hay là các bác không để ý video, không ý quay video dài quá. Thì hôm nay em bỏ ra em sơn lại hết 715 và hỏa tiễn sơn lại. Đây phụ kiện của nó đây. Đây là củ tép này, tép 715 và tép của hỏa tiễn như nhau nhé. Đấy, đây họng kèm 715 này, tép này đều là tép của B3 hết. Côn 72 thì phải. Đấy. Còn bát đây là bát 40 đời 2 côn 100. Con này mã của nó là 2227, đời cao hơn 2226. Nhưng cái loại này chuyên đánh súp. Đấy. Chuyên đánh súp. Đấy. Nời không có mấy đâu. Nên là nếu mà cấu hình này lắp lên là con tép này nó góng hết cỡ nên nó quát này. Còn đây là bát súp 50. Hôm trước em có quay giới thiệu các bác rồi, quay review rồi. Nhưng mà chắc có khi là các bác nào đấy thì đấy thôi. Đây nhá. Thì đây thùng là cái này em chưa sơn này. Cái này em mới vệ sinh qua này. Bụi bẩn vẫn bám đầy này. Để bên trong nó vẫn còn mốc này. Đấy. Kiểu để nâu mà. Đây, còn vay luôn cả cái thớ gỗ này. Nhìn trông chán không? Cái này không sợ đâu nhá. Cái này em sẽ nót cái miếng mút xốp vào đây. Đấy. Thì báo lại luôn các bác là cái giá của nó. Giá của mấy cái này là 715, giá là 4 triệu một đôi. Hôm trước đọc 3,5 triệu, không bác nào hỏi này 4 triệu luôn, cho nó hoành tráng. Đây. Đó, cái này em sẽ bỏ ra tí. Đây là lưới của nó. Con này thì chưa làm nhé. Tất cả bát tem thì giống nhau hết. Đấy. Con này là 715, lưới của nó dỉ hoen này. Thấy chưa? Đấy. Cái này tí nữa em sẽ dùng kho nhiệt sấy cho nó nóng cái keo này. Bóc cái tem này ra. Này bóc hết ra. Đấy. Sơn lại lưới. Thì đây lưới này, lưới sơn lại này, các bác nhìn này, trông nó tạm bợ này, thế thôi. Vừa nãy là chân đi đá vào này. Đấy. Chân đi đá vào mà trong khi sơn nó chưa khô thì phải lau đi. Đấy, vẫn còn nhiều vết nhá. Đấy. Nói chung là thôi, tương đối thôi. Giá này thì em đố các bác đi mua được mới. Mua mới mà cái cấu hình khổng này em đố các bác để thanh lý bán hộ. Nên là nếu mà nói thật các bác nghĩ trước em bán là 3,5 triệu, bây giờ em bán là 4 triệu các bác bảo nãy được 500. Thế bây giờ nãy 500, bây giờ các bác tính cái công mà em tháo tung ra này, vệ sinh này, sơn đi sơn lại này, xong bắt đầu là còn làm lại hết cho các bác nữa, đo đắp tuyến là phân tần nữa, thì liệu có xứng đáng không? 500.000, em nói thật quá rẻ. Đấy. Thì các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhá. Đấy. Quay thì review ở đây thôi. Thùng hỏa tiễn đây, tất cả là phải làm lại phân tần hết. Ok các bác nhé, bây giờ phải vào nghe điện thoại rồi. Xin chào toàn thể các bác.